Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Thì trong cái quý 3 này, dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt là ở trong cái vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, bao gồm Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, các cái tỉnh lân cận như Long An, vân vân. Thì nó đã gây ra hết rất nhiều các cái hệ quả hết sức là phức tạp và đau lòng. Đúng không ạ? Hàng ngày có lên đến cả hơn chục ngàn ca nhiễm Covid, rất nhiều người chết. Rồi là những người còn sống thì lại rất nhiều người mất việc. Và chúng ta cũng đã được xem ở trên mạng xã hội hay thậm chí ở trên TV rất nhiều các cái trường hợp những cái bạn công nhân đã phải bỏ thành phố để về quê. Rồi là có rất nhiều người là phải đi bộ mấy trăm cây để về quê vì không còn tiền do cái dịch Covid này. Thì trước mắt chúng ta nhìn thấy rằng đó là một cái sự ảnh hưởng vô cùng lớn lao và phức tạp đến cái nền kinh tế. Vậy thì ở ngoài đời cái nền kinh tế như vậy thì cái thị trường chứng khoán sẽ như thế nào? Thì chúng ta có thể thấy rằng thị trường chứng khoán tạo đỉnh vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2021 với điểm số đâu đó khoảng 1.420 điểm. Và hiện nay điểm số của thị trường chứng khoán là 1.340 điểm. Đúng không ạ? 1.340 điểm. Và rất nhiều anh chị cho rằng thị trường chứng khoán không thể hiện đúng cái bản chất của nền kinh tế. Khi so với cái mức đỉnh thì nó chỉ giảm có vài chục điểm, tương ứng với vài phần trăm mà thôi, trong khi nền kinh tế thì vô cùng khó khăn. Thì hôm nay tôi sẽ đại diện cho AZFIN Việt Nam đưa ra những cái đánh giá về thị trường chứng khoán nói chung cũng như cái dự báo kết quả kinh doanh của các cái doanh nghiệp trong quý 3 và thời gian tới để cho anh chị có được một cái nhìn khách quan và đầy đủ về cái thị trường chứng khoán cũng như là rút ra được những cái kết luận, những cái tham khảo để các anh chị đưa vào quyết định đầu tư của mình. Nội dung chính gồm có 3 phần như sau. Một là đánh giá chung nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Hai là đánh giá tăng trưởng lợi nhuận của VN30 trong quý 3 năm 2021 này liệu sẽ như thế nào? Có bị âm nặng giống như rất nhiều các anh chị chia sẻ hay không? Hay là vẫn tăng? Và cuối cùng là kết luận về khuyến nghị đầu tư. Thì đầu tiên là về đánh giá chung nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Thì về GDP thì chúng tôi cho rằng trong quý 3 này GDP có thể âm từ 3% đến âm 5% so với đầu năm 2021. Còn so với cùng kỳ thì về cơ bản vẫn đang tăng trưởng khoảng 1 đến 2%. Nhưng mà so với đầu năm thì là âm. Bởi vì rất là nhiều các cái công ty sản xuất chính, đúng không ạ, rồi các ngành nghề dịch vụ đã phải đóng cửa hết. Ví dụ ở Sài Gòn chẳng hạn, gần như là ngừng hoạt động mọi thành phần nền kinh tế, đặc biệt là dịch vụ. Thì trong đó thì do đó là làm cho GDP của chúng ta trong quý 3 này khả năng cao giảm từ 3 đến 5% so với quý đầu năm năm 2021. Tiếp theo, cái chỉ số đáng quan tâm thứ hai là chỉ số CPI, nó đại diện cho lạm phát, thì nó tăng 1,79% so với cùng kỳ năm 2020. Thì đây là một cái chỉ số nó cũng tương đồng với lạm phát và nó rất là thấp, thấp nhất từ năm 2016 đến nay. Thì chúng ta có thể thấy rằng cái nguy cơ lạm phát như trong quá khứ người ta nêu ra thì đã không có ở hiện tại rồi. Còn trong tương lai thì chúng tôi cũng cho rằng cái lạm phát nó có thể tăng một chút, do gần đây thì chính phủ và các cơ quan chức năng đã có cái chính sách nới lỏng tiền tệ cũng như là bơm tiền ra nhiều hơn. Từ đó kỳ vọng rằng lạm phát trong tương lai có thể tăng một chút. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cho rằng lạm phát vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát của nhà nước. Đúng không ạ? Rồi thứ ba, yếu tố quan trọng thứ ba về vĩ mô đối với thị trường chứng khoán đó chính là lãi suất. Thì chúng tôi đánh giá chung lãi suất ở các ngân hàng thống kê thì bộ phận phân tích của AZFIN đưa ra đó là lãi suất đã giảm khoảng 0,3% so với đầu năm. Đó, tức là mức lãi suất của chúng ta đang thấp đi. Thì yếu tố đầu tiên GDP
thì về mặt tổng thể thì nó khiến cho các doanh nghiệp, tức là các doanh nghiệp rất là khó khăn, thì làm cho GDP giảm, từ đó lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp có thể suy giảm rất là mạnh, đúng không ạ? Thì nó ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán. Còn yếu tố CPI thì nó lại rất thấp, thấp kỷ lục từ 2016 đến nay, thì nó ủng hộ cho cái định giá thị trường chứng khoán tốt hơn, cũng như lãi suất giảm thì nó cũng ủng hộ cho cái thị trường chứng khoán tốt hơn. Bên cạnh đó, về cái tỷ giá của Việt Nam đồng có dấu hiệu gọi là tăng giá một chút xíu so với đô la, thì nó cho thấy cái sự ổn định của cái tiền tệ Việt Nam rất tốt, rất tốt. Và thực sự phải nói là bây giờ là hiếm có từ xưa đến nay, khi dự trữ ngoại hối của chúng ta rất lớn, từ đó giữ được bình ổn giá cả, bình ổn cái tỷ giá với đồng đô la, từ đó khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài trở nên an tâm hơn khi đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Thì đánh giá thêm chi tiết hơn, đó là kinh tế của chúng ta thì hết sức khó khăn. Tuy vậy thì các doanh nghiệp sẽ đi theo hướng chữ K, và thị trường chứng khoán cũng tương tự như vậy. Thì lần này không giống như cái lần trước hồi năm 2007-08, khi đó về cơ bản kinh tế chúng ta mới mở cửa, vừa mới gia nhập WTO hồi 2006-2007. Thế do đó các doanh nghiệp chưa có nhiều thời gian để tích lũy cả về kiến thức, kinh nghiệm, tài chính. Từ đó làm cho cái khủng hoảng xảy ra thì ông nào cũng dính hết. Nhưng mà lần này xảy ra thì đã có rất nhiều các doanh nghiệp lớn, họ đã tích lũy tư bản rất khỏe, kinh nghiệm rất nhiều, trình độ kiến thức rất cao. Và thậm chí có nhiều doanh nghiệp cũng đã vươn lên tầm thế giới rồi. Thế do đó khủng hoảng xảy ra thì nó sẽ phân hóa rất rộng. Đó là những doanh nghiệp nào chết thì sẽ chết, còn những doanh nghiệp nào sống thì sẽ khỏe hơn rất nhiều. Đúng không ạ? Đó là chữ K. Ý của chữ K là như thế, tức là có một cái gạch lên và một cái gạch xuống của chữ K. Đó, tức là nó không theo kiểu là cứ cùng đi lên hoặc cùng đi xuống, mà ý là chỉ có những cái thằng hàng đầu đi lên và những cái thằng kém thì đi xuống. Cũng giống như một cái cuộc thanh lọc tự nhiên mà thôi. Thứ hai là người dân thì thất nghiệp tăng khá cao. Tuy chúng ta chưa có số liệu cụ thể nhưng mà chúng ta nhìn qua cũng đã thấy là thất nghiệp chắc chắn là tăng khá cao rồi. Rồi là giảm thu nhập đáng kể. Thì điều này thì cũng chưa có số thống kê, nhưng thực tế đa phần người dân đã phải nhận trợ cấp, đúng không ạ? Đã rất khó khăn rồi. Chúng ta nhìn thấy chung là như thế. Và thứ ba là các ngành bị ảnh hưởng nặng nề như khách sạn, du lịch, cho thuê mặt bằng thương mại, vận tải hành khách thì họ bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Thậm chí rất nhiều doanh nghiệp đứng trước bờ vực phá sản đến nơi rồi. Ví dụ như hãng hàng không quốc gia Việt Nam hiện nay đã âm vốn chủ sở hữu hơn 2.000 tỷ rồi. Tức là công ty này làm mấy chục năm thì cuối cùng nó chỉ đốt trong vòng một quý là hết cái phần lợi nhuận. Thậm chí nó còn âm mất khoảng độ gần 20.000 tỷ vốn chủ. Từ đó làm cho cái tập đoàn này rơi vào cái tình cảnh vô cùng khó khăn. Thậm chí nếu nhà nước không cứu thì đã phá sản rồi. Ví dụ như thế, hay Vietjet thì cũng rất khó khăn, hay các hãng hàng không khác cũng rất khó khăn. Đúng không ạ? Rồi rất nhiều các cái khách sạn gần đây đã rao bán ở trên mạng rất là nhiều. Đúng không ạ? Rồi thứ tư, về các ngành được hưởng lợi thì gồm có các ngành như vật liệu xây dựng. Họ được hưởng lợi vì sao? Cho dù là nhu cầu cái quý 3 này chưa lớn, đầu tư công từ đầu năm đến nay chưa thực sự cao. Chưa thực sự cao, mới chỉ giải ngân đâu đó khoảng độ hơn 30% so với kế hoạch của năm 2021 mà thôi, 30-40%. Nhưng mà cái vật liệu xây dựng nó đã tăng giá rất là mạnh. Đúng không? Tăng giá rất mạnh, khiến cho cái kết quả kinh doanh của lĩnh vực này rất tốt. Rồi là cảng biển, logistics. Thì tuy Việt Nam có bị ảnh hưởng bởi Covid, nhưng mà xuất nhập khẩu 8 tháng qua vẫn tăng khoảng độ 25%, rất lớn. Thì từ đó cái ngành cảng biển và logistics này được hưởng lợi rất nhiều. Giá làm hàng tăng, giá cước tăng, vân vân. Rồi là ngành hóa chất cũng có cái mức tăng trưởng rất cao, nhờ vào cái nhu cầu lớn ở trên thế giới do việc đứt gãy chuỗi cung ứng. Rồi là do việc là Trung Quốc đang theo cái con đường gọi là Go Green. Rồi là dệt may của chúng ta cũng được hưởng lợi từ đó. Rồi ngành gỗ, rồi là ngành chứng khoán là một ngành gọi là tăng trưởng kinh khủng nhất. Rồi là bất động sản, tức là khi người ta kỳ vọng rằng việc cung tiền lớn lên thì sẽ khiến cho dòng tiền
đổ vào các cái tài sản giữ giá trị tốt như bất động sản, rồi ngay cả ngành ngân hàng. Tưởng chừng như vô cùng khó khăn nhưng những ngân hàng hàng đầu cũng đang được hưởng lợi rất lớn nhờ việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Đó, làm cho họ tăng trưởng được nhiều hơn. Đó, tuy nợ xấu có tăng, đấy là khẳng định, nhưng mà nhìn chung nó vẫn tốt hơn. Thứ năm là các doanh nghiệp lớn đầu ngành sẽ ngày càng chiếm lĩnh thị phần của các cái doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp nhỏ sẽ phá sản và giảm mạnh cái kết quả kinh doanh. Và nó không đại diện cho thị trường chứng khoán. Về cơ bản, nền kinh tế vô cùng khó khăn. Nhưng khó khăn ở đây chủ yếu là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cũng giống như người dân ảnh hưởng ở đây chủ yếu là những người thu nhập thấp, thu nhập trung bình đổ lại, thì họ bị ảnh hưởng rất nặng. Tuy nhiên, ngược lại, những cái doanh nghiệp lớn thì họ đang bành trướng thêm thị phần, lợi nhuận thậm chí còn tăng trưởng rất mạnh. Rồi là những cái người thu nhập cao, những cái người gọi là tầng lớp thượng lưu, thì họ ngày càng giàu hơn. Minh chứng rất rõ, quý vị có thể thấy danh sách các tỷ phú thế giới nhờ khủng hoảng cho nên tài sản của họ tăng nhanh hơn bao giờ hết. Nếu trước Covid, tài sản của tỷ phú lớn nhất thế giới đâu đó khoảng độ 100 tỷ đô. Nhưng mà chỉ sau hơn một năm Covid, tài sản của những tỷ phú giàu nhất thế giới đã hơn 200 tỷ đô rồi. Có hai ông hơn 200 tỷ đô rồi. Rất nhiều các tỷ phú tăng 5 đến 7 lần tài sản. Ở Việt Nam tương tự cũng vậy. Đúng không ạ? Trước khủng hoảng thì tài sản của bác Long đâu đó chỉ còn có mấy trăm triệu đô thôi. Thì đến bây giờ cũng vài tỷ đô. Rồi là liên quan đến các cái bác khác, bác Vượng, bác Hùng Anh, rồi bác chủ tịch của VP Bank, rồi rất nhiều các cái vị khác nữa. Thì tương tự như thế, các doanh nghiệp cũng vậy. Các doanh nghiệp lớn họ sẽ ăn thị phần của người khác. Chính vì thế, cho nên chúng ta nhìn vào nền kinh tế, chúng ta thấy rằng nền kinh tế nói chung yếu, và chúng ta cho rằng thị trường chứng khoán cũng sẽ yếu hoặc là cũng sẽ kém như nền kinh tế. Thì đấy là một cái kết luận chưa phù hợp, chưa đúng ở cái thời điểm này, ở cái cuộc khủng hoảng này. Bởi vì bản chất các doanh nghiệp lớn họ vẫn ăn lên làm đà, và chủ yếu các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán là những doanh nghiệp lớn. Còn những cái doanh nghiệp bị tổn thương, bị phá sản đều là những cái doanh nghiệp nhỏ, đa phần doanh nghiệp nhỏ đó, họ không niêm yết. Đúng không? Chính vì thế cho nên cái việc thị trường chứng khoán vẫn duy trì ở một cái mức điểm khá cao cho dù nền kinh tế rất khó khăn là một điều hoàn toàn hợp lý và phù hợp, chứ không có gì là mâu thuẫn ở đây cả. Xin thưa với quý vị là như thế. Tiếp theo, đánh giá về kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021 thì các doanh nghiệp ở VN30 thì về cơ bản có khoảng độ 15 đến 19 doanh nghiệp. 19 doanh nghiệp tăng trưởng hoặc đi ngang. Có khoảng 11 doanh nghiệp giảm lợi nhuận hoặc đi ngang. Thì cụ thể hơn thì bộ phận phân tích của AZFIN Việt Nam có đưa ra như sau. Đầu tiên là những cái doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận thì chúng tôi kỳ vọng rằng gồm những cái doanh nghiệp như sau. Một là ngân hàng Á Châu ACB. Tuy rằng Á Châu địa bàn kinh doanh chính ở trong Sài Gòn và dịch Covid rất phức tạp như thế, nhưng chúng tôi vẫn kỳ vọng với việc quản trị rủi ro tốt thì họ vẫn có thể tăng trưởng một chút lợi nhuận so với năm trước. Đúng không ạ? Ít nhất là có thể bằng năm trước. Thứ hai là doanh nghiệp FPT. Thì cái công ty FPT này là một trong những cái công ty được hưởng lợi lớn từ cái dịch Covid, khiến cho mọi người phải tăng cường ứng dụng công nghệ rất nhiều. Thế thành ra FPT tăng thêm công ăn việc làm rất nhiều. Từ đó lợi nhuận của FPT vẫn liên tục tăng trưởng rất tốt. Thứ ba là ngân hàng HD Bank. Thứ tư là tập đoàn Hòa Phát. Thì Hòa Phát lợi nhuận quý 3 này thậm chí có thể tăng hơn 100% so với cùng kỳ. Rồi tiếp theo là công ty điện POW. Cho dù năm nay cái nhu cầu điện thấp, thủy điện được huy động tối đa, đúng không ạ? Điện mặt trời còn dư, khiến cho những cái doanh nghiệp nhiệt điện mà Pau chủ yếu sở hữu nhiệt điện gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy thì chúng tôi cho rằng với cái nền kết quả kinh doanh yếu của năm 2020 thì quý 3 này hoàn toàn Pau có thể tăng trưởng lợi nhuận khá mạnh. Rồi tiếp theo là công ty chứng khoán SSI là một cái doanh nghiệp điển hình cho cái ngành chứng khoán được hưởng lợi từ cái khủng hoảng Covid. Mọi người dồn tiền và đầu tư chứng khoán rất nhiều, đúng không ạ? Công nghệ thuận tiện, thế này, nhiều nhà đầu tư. Từ đó các công ty chứng khoán được hưởng lợi rất nhiều. Thì SSI là một trong số đó. Tiếp theo là ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
Và rồi tiếp theo nữa là ngân hàng Techcombank, ngân hàng Tiên Phong Bank, rồi Vinhome, rồi VP Bank. Thì đây là những cái doanh nghiệp gần như chắc chắn là tăng trưởng lợi nhuận, thậm chí có những doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận bằng lần trong cái quý 3 năm 2021 này. 21 này. Và tiếp theo, những cái doanh nghiệp mà có khả năng đi ngang hoặc tăng nhẹ hoặc giảm một chút xíu hoặc là chưa đánh giá rõ được thì chúng tôi để màu vàng. Thì đó là BIDV, Vietin. Thì chúng tôi vẫn nghiêng về khả năng hai cái ngân hàng này, cho dù phải giảm lãi suất rất nhiều, nợ xấu tăng cao, nhưng lợi nhuận của quý 3 nó vẫn hoàn toàn có thể tăng được. Chúng tôi vẫn nghiêng về kịch bản tăng nhiều hơn, nhưng mà có thể nó sẽ không tăng đáng kể. Đó, thế thành ra chúng tôi xếp vào cái cột gọi là có thể đi ngang. Tiếp theo là ngân hàng quân đội MB Bank. Rồi tiếp theo là tập đoàn Masan. Thì nhờ Covid mà cái lĩnh vực hàng tiêu dùng cũng như cái chuỗi bán lẻ của Masan trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thì chúng tôi vẫn kỳ vọng là Masan có thể tăng trưởng lợi nhuận trong cái quý 3 này tốt đấy. Tuy vậy, cái việc này nó chưa thực sự chắc chắn nên chúng tôi vẫn xếp vào trung lập. Rồi tiếp theo là các cái công ty bất động sản như Phát Đạt, như Khang Điền, như Nam Long, như GVR. Thì những cái công ty bất động sản thì thực sự rất khó đánh giá việc họ book lợi nhuận như thế nào. Nhưng chúng tôi vẫn kỳ vọng là những doanh nghiệp này hoàn toàn có thể tăng trưởng lợi nhuận. Rồi tiếp theo là PLX. PLX thì cùng kỳ năm ngoái lợi nhuận cũng khoảng gần 1.000 tỷ, khá tốt. Thì năm nay chúng tôi cũng kỳ vọng lợi nhuận ở đâu đó quanh đấy. Tất nhiên cầu về xăng trong cái quý 3 này rất kém, rất thấp. Tuy vậy thì nó vẫn vẫn có được cái kết quả cơ bản là không được quá tích cực nhưng vẫn ok. Rồi là Vietcombank, rồi là tập đoàn Vingroup đúng không ạ, rồi tổng công ty khí Việt Nam Gas, rồi là những cái công ty bất động sản như tôi nêu. Thì đây là những cái doanh nghiệp có khả năng đi ngang, tức là tăng nhẹ hoặc là giảm nhẹ, hoặc có một số doanh nghiệp thì rất khó đoán ở đây, ví dụ như là rất khó đoán ở đây đúng không ạ. Tiếp theo là những cái doanh nghiệp có nguy cơ cao giảm lợi nhuận. Thì đầu tiên là tập đoàn Bảo Việt. Thì năm ngoái Bảo Việt có ghi lợi nhuận quý 3 là khá là cao đột biến, thì chúng tôi cho rằng quý 3 năm nay cũng khó có thể ghi lợi nhuận cao như thế. Thứ hai là công ty cổ phần Thế Giới Di Động. Thì Thế Giới Di Động về cơ bản gần như chắc chắn là sẽ giảm lợi nhuận so với quý 3 năm 2020. Do cái quý 3 này Thế Giới Di Động tuy cái mảng bách hóa xanh rất tốt, tăng trưởng và phát triển rất mạnh, giảm lỗ rất nhiều, thậm chí có lại, giảm lỗ rất nhiều. Tuy vậy thì hai cái mảng mang lại doanh thu và lợi nhuận chính, điện máy xanh và Thế Giới Di Động thì vẫn bị đóng cửa rất nhiều. Thì do đó là lợi nhuận của họ giảm gần như là giảm, chắc chắn giảm. Rồi tiếp theo là công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Thì công ty này đã công bố kết quả kinh doanh quý tháng 7 bị giảm. Thì chúng tôi cho rằng quý 3 này khả năng cao kết quả kinh doanh của PNG có thể âm. Có thể âm nếu cái tình hình này vẫn cứ tiếp diễn, là có thể âm. Rồi tiếp theo là Sabeco. Thì công ty này là liên quan đến rượu bia nước giải khát đúng không ạ? Thì chúng ta rõ ràng thấy rồi, quý 3 này về các cái quán nhậu bị đóng cửa gọi là gần như hết đúng không ạ? Hà Nội và Sài Gòn đóng cửa hết rồi. Thế thành ra là các cái tỉnh khác thì kể cả có mở đi chăng nữa thì nó cũng không không ăn thua. Thì sáp lợi nhuận sẽ giảm, giảm thậm chí khá mạnh. Tiếp theo là VCC. Thì năm ngoái VCC âm khoảng 900 tỷ quý 3. Tuy vậy thì nếu 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 năm nay mà VGC không ghi nhận một cái khoản lợi nhuận đột biến ở cái phần nào đó, tức là để tránh cái việc âm lợi nhuận thì họ có thể ghi lợi nhuận đột biến ở cái mảng nào đó, thì đây là một cái thủ thuật, một cái chiêu để làm cho doanh nghiệp có lợi nhuận chẳng hạn, thì VGC có thể tăng trưởng. Nhưng nếu không có thủ thuật thì tôi cho rằng VGC kết quả kinh doanh quý 2 đâu đó âm khoảng hơn 2.000 tỷ. Nếu không có thủ thuật thì nó sẽ âm hơn 2.000 tỷ. Bởi vì lợi nhuận từ bán máy bay chắc chắn không có. Từ vận tải hành khách chắc chắn lỗ rất nhiều. Lỗ rất nhiều. Thì nó có thể lỗ hơn 2.000 tỷ. Rồi tiếp theo Vinamilk. Thì kết quả kinh doanh quý 3 của Vinamilk năm 2020 rất tốt. Thì quý 3 2021 do dịch Covid này về cơ bản cái tiêu thụ sữa nó cũng giảm nhiều rồi. Tất nhiên sữa là một hàng mặt hàng hơi thiết yếu thôi chứ nó không phải quá thiết yếu. Đúng không ạ? Người ta có thể nhịn sữa
nhưng mà gạo rồi là rau rồi các thứ thì người ta vẫn phải ăn. Thế thành ra là sữa về cơ bản là có giảm đấy, thì chúng tôi kỳ vọng là Vinamilk cũng sẽ giảm lợi nhuận nhưng là giảm không lớn. Rồi tiếp theo là VRE, là công ty chuyên về lĩnh vực cho thuê trung tâm thương mại. Thì rõ ràng quý 3 bị đóng cửa rồi, ít nhiều họ bị ảnh hưởng. Thứ nhất là họ có thể không cho thuê mới được. Thứ hai là có thể rất nhiều người họ phá sản thì họ phải trả mặt bằng. Đúng không? Rồi rất nhiều người thuê theo thời vụ chứ họ không thuê hợp đồng dài thì họ có thể trả lại mặt bằng. Thì VRE kết quả kinh doanh gần như chắc chắn giảm. Gần như chắc chắn giảm. Thì tổng hòa lại thì là cái phần tích cực tăng lợi nhuận thì vẫn lớn hơn so với cái phần giảm lợi nhuận. Giảm lợi nhuận. Và chính vì thế cho nên cái kết quả chúng tôi dự báo ở trên đây như sau. Tổng lợi nhuận VN30 đâu đó chúng tôi tính toán nó chiếm khoảng 65% lợi nhuận của VN Index. VN Index ở đây là chỉ số HOSE của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Và quý 3 năm 2020 VN30 đạt 46.796 tỷ đồng lợi nhuận. Thì chúng tôi tầm soát và dự báo lợi nhuận sau thuế quý 3 2021 của VN30 bởi đội ngũ phân tích của Asefin thì thấy rằng nếu VPBank không ghi nhận lợi nhuận đột biến từ bán FE Credit thì lợi nhuận có thể đạt trong VN30 ấy, có thể đạt 51.218 tỷ đồng đến 58.683 tỷ đồng tùy theo kịch bản. Đó. Tức là vẫn có thể tăng 9,45% lợi nhuận so với cùng kỳ đến 25,4% so với cùng kỳ năm 2020. Và chúng tôi rất tự tin rằng cái xác suất này nó diễn ra lên đến khoảng độ 98% trong cái phân phối chuẩn. Đó, thì tức là cái kết quả kinh doanh quý 3 2020 của 2021 của VN30 vẫn tăng từ 9,45% đến 25,4% tùy vào việc ghi nhận của một số doanh nghiệp ở trong đó chứ không hề giảm so với năm ngoái đâu ạ. Thì đấy là những cái đánh giá của bộ phận phân tích của AZFIN Việt Nam. Thứ hai, trường hợp thứ hai, nếu VPBank ghi nhận lợi nhuận đột biến từ bán FE Credit, tức là riêng cái phần này thì VPBank bán được hơn 30.000 tỷ thì trừ đi vốn của họ khoảng mấy ngàn tỷ thì còn khoảng 25.000 tỷ lợi nhuận trước thuế, đúng không ạ? Thì đóng thuế 20% thì họ còn 20.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Đấy. Vì sao chúng tôi phải chia ra hai trường hợp này? Bởi vì VPBank hiện nay nắm 50% của FE Credit, đối tác Nhật nắm 49%, bản Việt nắm 1%. Thì VPBank hoàn toàn có thể lựa chọn một trong cách hai cách ghi nhận. Nếu VPBank vẫn ghi nhận FE Credit là công ty con thì chắc chắn rằng nó sẽ không được phép ghi 20.000 tỷ kia vào lợi nhuận sau thuế. Thì nó chỉ ghi vào phần gọi là ở trong vốn chủ sở hữu mà thôi, tăng lên thôi chứ nó không được ghi lợi nhuận sau thuế. Nhưng VPBank hoàn toàn có thể không ghi nhận FE là công ty con mà ghi là công ty liên kết được. Thì trường hợp này thì họ chỉ cần muốn hoặc không muốn mà thôi thì họ đều có thể ghi nhận. Tất nhiên về mặt luật kế toán thì quy định như thế này. Nếu mà cái công ty này ấy, ví dụ VP nắm 50% FE hiện tại trong cái trường hợp này, thì nếu mà ban lãnh đạo, ban điều hành, ban lãnh đạo đấy, hội đồng quản trị các thứ của FE Credit mà VP Bank là người gọi là chiếm đa số thì nó được ghi nhận là công ty con. Nhưng nếu mà bên khác chiếm đa số thì VP Bank lại ghi là công ty liên doanh liên kết. Thì cái việc chiếm đa số hay như thế nào thì đôi lúc nó cũng rất là 50-50, 50-50 đó. Thế thành ra cái này phải tùy thuộc vào VPBank. Thì nếu VPBank mà không ghi nhận FE Credit là công ty con mà chỉ ghi là công ty liên kết thì lợi nhuận của VN30 sẽ đạt từ khoảng 71.218 tỷ đến 50 58 đến 78.683 tỷ ạ. 78.683 tỷ ạ. Đó. Thì sẽ đạt mức này. Thì khi đó VN30 của chúng ta lợi nhuận có thể tăng trưởng từ 52.19% đến 68.14%. Và cả cái VN Index
HOSE lợi nhuận có thể tăng trưởng từ khoảng độ 35 đến 46% so với cùng kỳ năm trước. Thì cái điều chúng tôi nói là cái điều bất ngờ ở đây đó chính là VPBank sẽ quyết định cái định giá của thị trường chứng khoán như thế nào đấy ở trong trường hợp này. Bởi vì một cái mức lợi nhuận phải nói là rất khủng khiếp, 20.000 tỷ. Đúng không ạ? 20.000 tỷ vẫn khủng khiếp. Quý vị có thể thấy quý 3 2020 cả VN30 mới đạt có 46.796 tỷ. Vậy mà VPBank họ chỉ cần, tức là VN30 bây giờ là phụ thuộc vào VPBank đấy trong quý 3 này. Xem cách nó ghi nhận thế nào. Nếu nó ghi nhận lợi nhuận đột biến thì rõ ràng là cái tăng trưởng EPS, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của VN30 cũng như VN Index rất khủng khiếp, có thể lên đến 52,19% đến 68,14% so với quý 3 năm 2020. Chính vì thế cho nên tôi mới nói rằng có thể xảy ra cái điều gọi là vô cùng sốc và bất ngờ ở cái quý 3 này là vì cái lẽ đó. Vì lẽ đó, tức là VPBank anh ấy có thể là anh hùng nếu cho VN này Index, đúng không ạ? Và tiếp theo, vậy thì thị trường chứng khoán, câu hỏi là thị trường chứng khoán có hấp dẫn hay không? Thì PE VN30 tại ngày 9 tháng 9 năm 2021 là 16.19 lần. PE của VN Index là 16.49 lần. Thì đây, PE của VN30 là 16.03 lần là vào ngày 8 tháng 9, đúng không ạ? Thì ngày 9 tháng 9 là ngày hôm nay, thì nó VN Index tăng khoảng 0.95%, thì làm cho PE nó tăng lên 16,19 lần. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo, PE forward quý 3 2021 cho VN30 và cho VN Index lần lượt là bao nhiêu? Bởi vì một trong những cái thước đo đánh giá thị trường đắt hay rẻ rất quan trọng, đó là thước đo liên quan đến thước đo liên quan đến nó gọi là liên quan đến gọi là định giá PE của thị trường. Thì VN30 sẽ dao động cái mức PE từ 13,84 lần đến 15,81 lần tùy vào việc có ghi nhận từ FE Credit hay không. Đó, nếu không ghi nhận từ FE Credit thì PE của VN30 có thể dao động từ 15,4 lần đến 15,8 lần. Đó, thì đó cũng là một cái mức gọi là tương đối hấp dẫn với chỉ số này. Còn đối với VN Index thì nếu có ghi nhận cái PE thì PE nó có thể từ 14.58 đến 16.02 lần. Đó, tức là mức cao nhất của VN30 PE với cái điểm số hiện nay là 15.81 lần và với VN Index là 16.02 lần. Thì với cái mức giá này bảo nó rất rẻ thì cũng không hẳn, nhưng bảo nó đắt thì chắc chắn là không rồi. Thì chúng tôi đánh giá là một mức tương đối hấp dẫn. Còn để đánh giá thực sự hấp dẫn hay không ấy, thì trong đầu tư người ta có một cái gọi là đầu tư vì kỳ vọng. Thì tức là quý 4 2020, 21 và 2022 như thế nào. Thì cái điều này nó phụ thuộc rất nhiều vào việc chính phủ kiểm soát dịch đến đâu, tình trạng tiêm vaccine như thế nào và mở cửa nền kinh tế ra sao. Đúng không? Thì cái này dựa vào quan điểm của quý vị đánh giá về tình hình dịch bệnh để có thể đưa ra quyết định và khuyến nghị đầu tư của Zfin là gì. Đó là nếu dịch bệnh kiểm soát được trong năm 2021 thì thị trường chứng khoán vẫn hấp dẫn cho năm 2022. Bởi vì khi kiểm soát được tốt thì chúng tôi cho rằng 2022 lợi nhuận các doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng. Và khuyến nghị quý vị mua cho mục đích dài hạn trên 1 năm, hoặc quý vị tích sản thì lúc này là thiên đường của tích sản. Cứ dập dìu lên xuống sideways. Thế thành ra cứ lúc điều chỉnh mạnh thì quý vị có thể tích sản nho nhỏ nhặt 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 nhặt. Và đến khi nào kinh tế hồi phục tốt thì lúc ý giá cổ phiếu tăng phi mã thì lúc ý có thể chốt lời được. Còn về cơ bản, thị trường chứng khoán từ giờ đến cuối năm thì AZFIN nghiêng về cái kịch bản nó sẽ là sideways up nhiều hơn. Sideways up nhiều hơn. Tức là nó sẽ không có chuyện tăng đột biến, mà nó cũng không có chuyện giảm sâu. Nó đi ngang nhưng mà theo hướng cứ nhích nhích dần lên và tăng nhẹ. Và chúng ta không thể đòi
hỏi VN Index phải tăng một cách phi mã ầm ầm như thời gian trước đó. Cũng giống như lần livestream trước tôi đã trao đổi đến quý vị là cái thời kỳ vàng index cứ mua là thắng, nó đã trôi qua rồi. Thì bây giờ đến cái thời kỳ gọi là sàng lọc, đúng không? Sàng lọc. Rồi thời kỳ gọi là các doanh nghiệp đang gọi là chống chọi với khó khăn. Rồi có một số doanh nghiệp thì này đi trước, tức là đang vượt lên khó khăn, đang tích lũy. Thì nó cần phải mất một khoảng thời gian, rồi sau đó mới đến một cái chu kỳ tăng trưởng kết quả kinh doanh rất mạnh mẽ phía sau. Rồi lúc đó nó mới lại quay lại cái việc gọi là thị trường chứng khoán có thể tăng trưởng rất mạnh mẽ, cứ mua là thắng. Đó, còn cái giai đoạn trước mắt trong 6 tháng tới, chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán sẽ sideways up. Còn cái việc đầu tư của quý vị lúc này, AZFIN cho rằng tốt nhất đó là lựa chọn cổ phiếu. Lựa chọn cổ phiếu ạ. Đó là lựa chọn cổ phiếu. Xin thưa với quý vị là như thế. Tốt hơn là việc chúng ta chỉ chăm chăm nhìn nền kinh tế hoặc là nhìn thị trường chung. Đấy, thì tôi lưu ý một cái điều như thế. Đó, lưu ý một điều như thế. Thì trên đây là những cái đánh giá của AZFIN về cái thị trường chứng khoán, về cái dự báo kết quả kinh doanh của VN30 và cũng như những cái kết luận chúng tôi đưa ra. Thì xin mời quý vị có thể đưa ra những cái câu hỏi hay những cái thắc mắc của quý vị, thì tôi sẽ giải đáp đến quý vị một cách đầy đủ nhất. Thì xin thưa là do rất nhiều các quý vị, các anh chị ở đây đặt câu hỏi, cho nên tôi cũng chỉ xin phép trả lời đâu đó khoảng 5 đến 10 câu hỏi. 5 đến 10 câu hỏi của quý vị thôi ạ. Thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi ạ. Anh Đinh Xuân Lương có hỏi đánh giá về ngành y tế dược thời điểm này. Thì xin trao đổi với quý vị nhà đầu tư về cơ bản ngành y tế và dược hiện nay. Thì y tế thì có ít ở trên sàn ạ, không có nhiều đâu. Chủ yếu là ngành dược thôi. Ví dụ y tế thì có con bệnh viện Tâm Đức, đúng không? Tim Tâm Đức gì đó ở trong Sài Gòn, rồi là con bệnh viện Thái Nguyên, đúng không ạ? Bệnh viện ở Thái Nguyên thì hai con ý thôi. Nó cũng không nhiều. Thì về cơ bản lĩnh vực y tế trong cái quý 3 này là kết quả kinh doanh tương đối kém. Bởi vì Covid người ta cũng hạn chế đi khám bệnh khá nhiều. Khá nhiều. Rồi là về cái lĩnh vực dược thì chúng tôi cho rằng cái hoạt động dược các cái doanh nghiệp trong nước về cơ bản là có thể được hưởng lợi một chút nhưng không quá nhiều. Về cầu liên quan đến dược thì nó thấp xuống, nhưng cung thì các doanh nghiệp ngoại bị hạn chế rất nhiều trong cái việc nhập dược vào Việt Nam, đúng không? Thế thành ra các cái doanh nghiệp trong nước thì có thể được hưởng lợi một chút nhưng nó vẫn không đáng kể, không đáng kể, chủ yếu mang tính tâm lý thôi. Còn một số doanh nghiệp mà sản xuất gọi là thiết bị y tế thì mới là những doanh nghiệp được hưởng lợi. Ví dụ như một số doanh nghiệp vừa mới nghe tin nhập thuốc chống Covid, đúng không? Hoặc là nhập vaccine Covid thì ngay lập tức giá tăng mạnh. Hay là những cái doanh nghiệp ngày trước có doanh nghiệp khẩu trang, rồi là bây giờ thì đến những cái doanh nghiệp làm găng tay, làm áo bảo hộ, rồi là làm oxy, vân vân, thì nó được hưởng lợi. Tuy nhiên những cái doanh nghiệp ấy niêm yết trên thị trường thì nó không nhiều, không nhiều. Ngành dược thì thực sự không nhiều. Thế thành ra chúng tôi đánh giá là để mà tìm ra một cơ hội từ cái việc cơ bản của nó tăng trưởng ấy thì là không có, rất hiếm. Còn theo cái câu chuyện đầu cơ đánh giá ấy, thì chúng tôi sẽ không giải đáp cái vấn đề này. Vâng. À, có bạn Duy có hỏi về đánh giá như thế nào về cái ngành bán lẻ. Thì ngành bán lẻ rõ ràng rằng nếu mà bán lẻ thực phẩm thì các cái chuỗi bán lẻ, chuỗi mini ấy, ví dụ như Bách Hóa Xanh, Vinmark ấy, thì về cơ bản được hưởng lợi rất tốt. Rồi các đại siêu thị thì về cơ bản là không được hưởng lợi, thậm chí bị sụt giảm. Đó, rồi bán lẻ các cái lĩnh vực khác không thiết yếu, ví dụ như mà bán lẻ hàng điện tử, TV, tủ lạnh, vân vân, rồi bán lẻ điện thoại thì bị ảnh hưởng khá nặng. Rồi tiếp theo có một cái lĩnh vực bán lẻ mà nhiều người quan tâm, đó là bán lẻ dược, thì họ đang được hưởng lợi khá tốt.
hưởng lợi khá tốt đấy. Đó. Tuy vậy thì nhìn chung cái lĩnh vực bán lẻ tổng hòa lại thì chúng tôi cho rằng nó không được tốt trong quý 3, quý 4 năm nay. Thì kỳ vọng rằng là khi nào mà cái Covid được kiểm soát tốt thì lúc ấy ngành bán lẻ sẽ trở lại một cách tương đối mạnh thôi chứ không phải quá mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì cái cầu từ dân cư nó sẽ rất mạnh ở cái đoạn là người ta đã kìm nén cái việc tiêu dùng khoảng độ 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng thì lúc ấy người ta bung ra thì có thể làm cái cầu đột ngột nó tăng khá mạnh một chút. Tuy vậy chúng ta cũng cần phải xét đến cái yếu tố người dân bị giảm thu nhập. Người dân ở nhà thì chỉ hưởng lương cơ bản thôi chẳng hạn thì thu nhập họ bị giảm thấp. Thế thành ra cái cầu về cái những cái hàng đó nó cũng không phải là quá quá mạnh đâu ạ. Thì cái sự phục hồi của ngành bán lẻ nói chung chúng tôi cho rằng là trong 6 tháng đến 1 năm tới thì nó sẽ tương đối chậm chứ nó không hề nhanh. Và để nhanh thì khi mà người dân họ phải có công ăn việc làm đầy đủ, thu nhập họ bắt đầu dồi dư thì lúc ý họ mới bắt đầu gọi là tăng chi tiêu cho cái việc bán lẻ. Thì cái Covid-19 xảy ra như thế này thì tôi cho rằng rủi ro thì rất nhiều rồi, không cần phải nói nhiều, nhưng mà nó cũng là một cái cơ hội để cho Việt Nam chúng ta phát triển tốt hơn. Về cơ bản các cái bạn thế hệ Z rồi các cái bạn 9X, những bạn trẻ bây giờ thì không phải tất cả nhưng mà rất nhiều các bạn ấy làm hôm nay biết ngày hôm nay, không biết đến ngày hôm mai. Làm bao nhiêu chi tiêu bấy nhiêu. Thì cái Covid này giúp cho họ nhận diện được cái thực trạng tài chính cá nhân của mình. Nó rủi ro như thế này. Đặc biệt là người dân ở phía Nam, họ sẽ có được một cái bài học tuyệt vời cho mình. Tức là họ cần phải tích lũy, họ cần phải tiết kiệm để phòng ngừa những cái lúc khó khăn. Thì cái bài học này ở Mỹ diễn ra vào năm 1929 đến năm 1940. Những người sinh ra ở cái thế hệ đó vô cùng khó khăn. Thành ra những người đó là những người tiết kiệm, tích lũy và có tài sản lớn nhất ở cái nước Mỹ. Và từ đó có được cái nguồn vốn rất tốt sau này đầu tư cho mở rộng kinh doanh. Chúng ta có thể thấy ví dụ như tầm như ông Warren Buffett chẳng hạn cũng tầm ấy, đúng không ạ? Rồi là rất nhiều các cái vị nổi tiếng, ví dụ như là ông bảo vệ, ông chuyên đi bán trạm xăng thì cũng tích lũy được gần chục triệu đô, đúng không ạ? Rồi cái bà tiếp viên hàng không, bà cũng kiếm được gần chục triệu đô sinh ra vào thời đó. Rồi là một bà thư ký của Abbott, đúng không ạ? Từ mua 3 cổ phiếu Abbott rồi bà liên tục mua và bà cũng trở thành triệu phú, khi chết cũng có đến gần chục triệu đô. Thì đấy là một cái giai đoạn đen tối cũng giống như Covid lần này. Tuy vậy nó là một cái động lực để cho người dân chúng ta chú ý nhiều hơn đến cái tài chính của bản thân, tích lũy nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn. Từ đó người dân sẽ dần dần là khỏe, dần dần là tự chủ một cách khỏe mạnh hơn. Do đó trong ngắn hạn thì có thể cái cầu về hàng hóa tiêu dùng của nền kinh tế nó sẽ không cao, nhưng mà trong dài hạn khi mà có tích lũy, có tiết kiệm nhiều hơn thì nó sẽ phát triển một cách bền vững hơn. Bền vững hơn. Chứ không, quý vị cũng không cần phải lo rằng nếu chúng ta tăng tiết kiệm thì nền kinh tế sẽ không tăng trưởng. Xin thưa với quý vị, nếu mà nền kinh tế của chúng ta là một nền kinh tế đóng, không mở cửa thì điều đó là đúng. Nhưng nền kinh tế của chúng ta là một nền kinh tế mở nhất thế giới, top đầu thế giới, với cái tổng xuất nhập khẩu cao gấp đôi so với GDP. Thế do đó rằng chúng ta có hoàn toàn có thể tiết kiệm mà kinh tế vẫn tăng trưởng. Chúng ta dồn vào việc sản xuất để xuất khẩu ra nước ngoài, lấy ngoại tệ về để lấy tăng trưởng. Thì một cái nước đi trước rất điển hình đó chính là nước Hàn Quốc. Họ thắt lưng buộc bụng, họ nhịn ăn mỗi ngày mỗi tuần một bữa, họ làm quần quật đi, chi tiêu ít đi nhưng mà tăng trưởng vẫn rất mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì họ xuất khẩu, bởi vì họ lấy đô ngoại tệ về. Chúng ta hiện nay đang có cái điều kiện như thế, thậm chí tốt hơn thế. Đó, thì đấy là một cái rất hay của Covid-19. Chứ Covid không hoàn toàn là chỉ có rủi ro đâu, mà còn có cả những cái bài học tuyệt vời cho người dân chúng ta, và đặc biệt là cho thế hệ trẻ, những cái thế hệ gọi là yêu thích cái sự gọi là sống một lần, YOLO, vân vân. Đó, thì đấy là một cái điều rất tốt.
Tiếp theo, bạn Nguyễn Tiến Duy thì có trao đổi cái câu hỏi liên quan đến đánh giá thế nào về triển vọng bất động sản cuối năm 2021. Thì xin thưa với quý vị về về cầu bất động sản thì chúng tôi cho rằng cầu và giao dịch thì nó sẽ ít, việc bán bất động sản của các cái tập đoàn nó sẽ giảm nhiều, giảm đấy. Bởi vì sao? Bởi vì thu nhập của bà con khó khăn. Rồi là khi Covid xảy ra như thế, họ chột dạ, nhiều người họ chột dạ bởi vì vay nợ, vỡ nợ này kia, họ chột dạ. Thế thành ra họ sẽ thận trọng hơn trong việc mua những cái tài sản lớn như thế. Thậm chí nếu mà mua chung cư, mua nhà lớn, nhiều người còn cho rằng đó là một cái tiêu sản. Thế thành ra là cái việc ấy họ sẽ thận trọng xuống. Tuy vậy, ngành bất động sản đã được hưởng lợi. Vì sao? Vì về cơ bản cung tiền nhiều, hoặc là tiền không dồn vào sản xuất. Thế thành ra nó sẽ dồn vào các cái bất động sản để giữ giá trị, làm cho cái giá trị tài sản ròng của các cái công ty bất động sản tăng lên ầm ầm. Đó, hưởng lợi là hưởng lợi ở khía cạnh giá bất động sản, tức là giá cái hàng tồn kho của họ tăng lên ý, chứ không phải hưởng lợi vì họ sẽ bán bất động sản tốt hơn. Tốt hơn. Thì đấy là hưởng lợi như thế. Bên cạnh đó thì kỳ vọng rằng 2022 thì có thể bất động sản sẽ nóng hơn, tốt hơn. Vì sao đấy bạn? Vì cái đầu tư công sau cái thời gian chống dịch rất là mệt mỏi này, thì chính phủ cũng dần dần cũng phải phân phối thời gian để chuyển sang cái việc tập trung vào đầu tư công. Bởi vì 8 tháng qua Việt Nam chúng ta thặng dư ngân sách lên đến 80.000 tỷ, rất nhiều đúng không? Thặng dư nhiều này là không phải là vì chúng ta từ thu được quá nhiều đâu. Tất nhiên ngân sách 8 tháng vẫn tăng khoảng độ chục phần trăm, hơn chục phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Nhưng chủ yếu là vì chúng ta giải ngân nó chưa đạt yêu cầu, thành ra nó thặng dư. Thế thành ra là trong quý 4 rồi năm 2022 người ta sẽ giải ngân đầu tư công rất mạnh. Từ đó cái lĩnh vực bất động sản sẽ được thúc đẩy phát triển hơn. Ví dụ các cái nơi như sân bay Long Thành hay các cái tuyến đường cao tốc, đúng không? Vân vân, họ được xây dựng, họ được đưa vào hoạt động thì dĩ nhiên bất động sản của các vùng nó sẽ tăng lên. Thì các công ty bất động sản sở hữu các cái vùng đất ý thì nó sẽ tăng giá trị ở cái vấn đề đó. Còn cái việc giao dịch bất động sản, tức là bán được các bất động sản thì thực sự là chưa nhiều. Đó. Bạn Thế Tùng có hỏi DGC phốt pho vàng tăng phi mã. Vâng, đúng rồi ạ. Đây là một cái mã hóa chất được hưởng lợi rất lớn từ cái việc Go Green của Trung Quốc, rồi là các cái nước trên thế giới. Rồi bên cạnh đó thì cái chuỗi cung ứng bị đứt gãy, trong khi các cái thiết bị điện tử thì người ta bây giờ rất cần những thiết bị điện tử làm việc từ xa, làm việc online. Và cái phốt pho này lại là một trong những nguyên liệu cần thiết để làm chip cho các cái thiết bị đó. Thế thành ra nó rất là hot và nó tăng giá rất kinh khủng, đúng không? PE bây giờ lên đến gần 20 lần, đúng không? Và triển vọng của ngành ngân hàng cuối năm thì sao? Thì như tôi có chia sẻ ở trên, ngành ngân hàng nhìn chung nợ xấu chắc chắn tăng rồi. Cái điều này là không cần phải bàn cãi. Tuy vậy, nó sẽ có sự phân hóa rất mạnh mẽ. Những ngân hàng nào mà quản trị rủi ro yếu kém, chất lượng khách hàng kém, trong khi giá vốn huy động đầu vào không có nhiều lợi thế, thì những ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng lợi nhuận rất nhiều. Bởi vì trước đó chính những ngân hàng cũng vống lợi nhuận của mình lên. Tôi biết rất nhiều ngân hàng đã vống lợi nhuận của mình lên cái thời gian cuối 2020 và đầu 2021. Thì bây giờ họ sẽ phải trả giá. Còn lại những cái ngân hàng tốt, có dự phòng cao, có tỷ lệ dự phòng nợ xấu cao, có cái chất lượng quản trị rủi ro tốt, và đặc biệt có tập khách hàng tốt, thì nó sẽ bị ảnh hưởng ít hơn. Và kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm của ngành ngân hàng nói chung vẫn tăng trưởng khá mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Vẫn tăng trưởng khá mạnh. Thì chúng tôi đánh giá ngành ngân hàng thì chúng tôi không đánh giá cả ngành, mà chúng tôi cho rằng là chọn cổ phiếu tốt hơn là đánh giá cả ngành. Cái giai đoạn mà tăng giá ao ào, cái gì cũng tăng, thì nó có thể trôi qua rồi. Dần dần đến bây giờ là giai đoạn chọn lọc. Những ông nào tốt, ông nào đẹp sẽ tăng mạnh. Còn những ông nào xấu mà được định giá cao thì sẽ giảm rất mạnh. Quý vị sẽ dần dần thấy cái sự phân hóa đó. Đúng không? Vâng, anh Lê Tuấn Hiệp có hỏi là dự lợi nhuận VIP quý 3. Về cơ bản, VIP thì không thuộc danh mục VN30 đúng không ạ? À, có thuộc đúng không ạ? Không biết là đã vào VN30 chưa? Vào rồi thì vào. Thì VIP thì chúng tôi cho rằng là lợi nhuận quý 3 này vẫn tăng trưởng khá tốt đấy. Tuy nhiên cái ngân hàng này về cơ bản là tài sản, chất lượng tài sản của họ ở mức khá thôi, không phải xuất sắc. Cái sinh lời của họ thì rất cao, ROE của họ thì số 1 Việt Nam. Tuy vậy cái ROE cao ấy thì đến từ một phần là họ cũng ghi nhận cái lợi nhuận nó gọi là hơi lỏng một tí, chứ nó không phải là thật chẳng.
hơi lỏng một tí. Thế thành ra đến nữa mà trích lập dự phòng tăng này kia thì lợi nhuận của VIB sẽ tăng trưởng chậm hơn một chút. Tất nhiên chúng tôi đánh giá VIB là một cái ngân hàng có cái bán lẻ gọi là chắc là nó cũng số 1, số 2 Việt Nam, rất kinh khủng. Ngân hàng nhỏ xíu thôi nhưng nó bán bảo hiểm rồi bán các cái khoản vay ô tô ấy, thuộc dạng là số 1 Việt Nam, số 1, số 2 Việt Nam, rất kinh khủng khiếp. Cho dù quy mô nó rất nhỏ. Thì thằng này là điển hình của một việc một ngân hàng chả có lợi thế gì, nhưng họ tập trung rất mạnh vào một cái ngách, đó là ngách bán lẻ. Thì hơn 90% thì tín dụng của VIB là cho vay bán lẻ. Thì khi họ làm tốt được cái lĩnh vực ý, làm vua lĩnh vực ý, thì họ cũng có thể thu lợi nhuận rất cao từ cái lĩnh vực ý. Đúng không? Cho dù CASA của đấy thằng VIB rất thấp, chỉ độ 12%, 10-12%, thuộc dạng top thấp nhất, nhưng mà hiệu quả nó vẫn rất cao, vẫn rất cao. Tuy vậy thì về cái tính bền vững tăng trưởng rất mạnh trong tương lai thì chúng tôi cũng đánh giá là cái độ bền vững nó ở mức trung bình khá, ở mức khá chứ không được mức xuất sắc. Còn VIB thì định giá bây giờ PIB thì nó còn cao hơn cả những ngân hàng hàng đầu mà, thì chúng tôi chưa đánh giá. Và ngành xuất khẩu đá như VCS thì sao? Thì VCS là cũng là một trong những cái là một doanh nghiệp của, chắc là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi của Việt Nam, là thuộc dạng top đầu thế giới với cái chất lượng gọi là đỉnh cao, chứ không phải là với cái việc là nhân công rẻ làm giá rẻ đâu, mà là họ cạnh tranh bằng chất lượng. Thì VicoStone chúng tôi cho rằng vẫn tăng trưởng khá tốt, khá tốt. Và cái nhu cầu về đá cao cấp ở trong nước ở Việt Nam cũng Covid thì nó cũng làm ảnh hưởng đấy, nhưng mà về xu hướng dài hạn nó vẫn tốt, rất tốt, đúng không ạ? Thì VicoStone là một mã tăng trưởng khá tốt. Còn định giá của nó thì quý vị cần phải xem xét kỹ, có nên đầu tư hay không thì cần phải xem xét kỹ. Anh Trương Phi Anh có hỏi là nhận định thế nào về bảo hiểm còn hấp dẫn không khi đã tăng 50%. Thì về cơ bản ngành bảo hiểm bây giờ nhìn chung là không phải quá hấp dẫn. Tất nhiên người ta kỳ vọng rằng là lạm phát tăng, lãi suất tiền gửi sẽ tăng, thì bảo hiểm có thể tăng cái chuyện đó. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn về cái hoạt động kinh doanh chính, cái tạo tiền để nó đi đầu tư ấy, thì tức là bán bảo hiểm thì nó rất chậm. Bởi vì Covid này thì bán cho ai? Đấy, một cái điều nó là như vậy. Thế thành ra là về cơ bản thì tôi đánh giá tổng hòa thì ngành bảo hiểm ở mức trung bình. Còn về việc nó đã tăng giá 50% thì độ hấp dẫn thế nào thì xin thưa, nếu định giá thuần thì về cơ bản 90% các con bảo hiểm bây giờ là đắt. Tất nhiên vẫn có những con rẻ, vẫn có những con rẻ, nhưng về cơ bản tới 80-90% con bảo hiểm bây giờ là đắt. Và chúng ta hãy cẩn thận với ngành này. Đó, về định giá nó không quá hấp dẫn. Còn bây giờ vừa rồi nó tăng giá rất mạnh là nó liên quan đến cái câu chuyện về ngành đó thì trong hơn một năm qua chưa có xong, cộng thêm rằng người ta kỳ vọng là cái tiền gửi có thể tăng lãi suất đó, nhưng mà cái việc tăng lãi suất thì còn sẽ còn phải khá lâu chứ chưa thể tăng luôn. Thì như chúng tôi vừa cập nhật thì lãi suất nó giảm 0,3% trong cái quý 3 này, đúng không? Bạn Lê Thành Toàn thì có hỏi Hòa Phát quý 3 lợi nhuận tốt hơn quý 2 không ạ? Thì về cơ bản là lợi nhuận quý 2 của Hòa Phát nó sẽ là lợi nhuận đỉnh của năm nay đấy ạ. Đó, còn quý 3 thì không thể cao bằng quý 2 được. Bởi vì sao? Bởi vì quý 3 tuy rằng có một cái khoản lợi nhuận khá tốt đến từ cái HRC đã ký từ quý 2 với cái giá bán rất cao ra, thì nó còn không tốt ở chỗ là quý 3 này là một quý mùa mưa. Quý 3 này vào quý Covid. Thế thành ra cái tiêu thụ thép xây dựng của Hòa Phát nó hơi đuối. Tuy nhiên cái HRC của nó tiêu thụ thì rất tốt. Nhưng mà lợi nhuận của quý 3 thì chúng ta kỳ vọng không thể bằng quý 2 được bạn nhé. Thì lợi nhuận quý 2 là một cái quý gọi là thiên thời địa lợi đủ thứ trên đời thì nó mới được cao như thế, đúng không? Còn nếu mà quý nào cũng như quý 3 nữa thì nó kinh khủng lắm. À, như quý 2 nó cũng kinh khủng gần 40.000 tỷ cơ, đúng không? Và tiếp theo bạn nè. Vâng, Tuyến Nguyễn có hỏi Vinamilk thời điểm này mua tích sản được không? Về cái câu chuyện dài hạn thì Vinamilk tích sản tôi cho rằng là cũng ok, nhưng với điều kiện quý vị phải thật kiên nhẫn với cái cổ phiếu này. Bởi vì nó là một cổ phiếu chín muồi rồi, không có sự tăng trưởng mạnh và nó chả cổ tức. Thế thành nha, chúng ta phải thật kiên nhẫn của nó. Thật kiên nhẫn đến bao giờ tự nhiên nó có sóng liên quan đến nhà nước thoái vốn chẳng hạn, hay một vì một nguyên nhân nào đó nó tăng giá mạnh, thì đấy là cơ hội để bán. Còn nếu bạn đã cứ mua tích lũy thì bạn hãy ăn cổ tức là được rồi, đúng không ạ? Thì cổ tức một năm của Vinamilk khoảng 4.000 đến 4.500, thì đâu đó nó tương đương với khoảng gần 5% so với cái thị giá của nó,
Thế thành ra là về cơ bản đầu tư nó thì phải kiên nhẫn là thứ nhất, thứ hai là phải kỳ vọng lợi nhuận vừa vừa thôi, thì Vinamilk là một lựa chọn hợp lý. Còn nếu quý vị muốn tăng bốc, tăng nhanh, muốn lợi nhuận cao thì tất nhiên Vinamilk thì không chắc chắn cái câu chuyện đó. Và MBB không tăng trưởng tốt được trong năm nay à? Không nghe nói về MB. Thì MB cả năm nó tăng trưởng rất tốt, bởi vì quý 1 lợi nhuận nó lên đến gần 4.000 tỷ cơ. Quý 1 gọi là tăng kinh khủng khiếp. Thì quý 2 vẫn tăng trưởng tốt. Thì quý 3 chúng tôi kỳ vọng rằng nó có thể đi ngang hoặc là tăng một ít. À, vì sao lại vậy? À, thực sự là về cái nguồn lực thì MB hoàn toàn có thể ghi lợi nhuận tăng là bình thường. Tuy vậy thì nó cũng phải tùy thuộc vào cái chiến lược của ngân hàng đó, để xem là họ thận trọng hay họ không thận trọng. Về lợi nhuận của ngân hàng thì khó đánh giá. Vì sao? Đơn giản lợi nhuận họ chỉ cần điều chỉnh một số khoản mục là lợi nhuận có thể tăng 500 tỷ đến 1.000 tỷ một quý là bình thường. Đấy là trong ngắn hạn họ có thể điều chỉnh được những cái sự đó. Thế thành ra chúng ta dự báo chung nó cũng chỉ tương đối thôi. Ngành vận tải biển, ví dụ Vốt à, SGP đúng không ạ? Thì Vốt là một cái cổ phiếu gọi là xác chết sống dậy đúng không ạ? Về cơ bản thì nó cũng chỉ ngắc ngoải một tí thôi. Tôi xin nói thẳng là như vậy. Nó mang tính chất đầu cơ là chính thôi ạ. Không, AZFIN không đánh giá gì nó. Vâng, bạn Bùi Oánh thì S nghĩ sao nếu Vích thiếu tiền cứ đem cổ phần Vinhome ra bán để nuôi VinFast, liệu có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của Vinhome không ạ? Cảm ơn. Thì về cơ bản là trong cùng một nhà đúng không? Trong cùng một gia đình thì có anh yếu anh khỏe, thì về cơ bản anh yếu mà yếu quá thì nó cũng phải kéo lùi anh khỏe cơ một chút. Tuy vậy thì cái chiến lược của Vin thì cũng rất khó nói. Vin cơ bản là từ khi cắt cái VinMax và VinMax cộng thì mỗi năm họ cũng bớt được lỗ khoảng độ 3-4 ngàn tỷ. Bên cạnh đó thì họ lại thu được một cục tiền từ Masan về. Thế thành ra là lượng tiền của họ bảo là thiếu quá thì không hẳn thiếu quá đâu. Thì nguồn tin của chúng tôi cho biết thì cái việc phát hành trái phiếu của Vin thì năm thời gian vừa rồi thậm chí nó giảm so với trước cơ. Thế thành ra là cái tuy này tùy vào chiến lược của tập đoàn Vin thì họ sẽ làm như thế nào. Nhưng mà chúng tôi cho rằng là Vin sẽ khó có thể họ sẽ khả năng cao họ sẽ vẫn giữ duy trì cái tỷ lệ sở hữu trên 65% để đảm bảo cái quyền quyết định tuyệt đối ở Vinhome. Thì cái việc nếu như vậy thì Vin nếu có thể bán Vin Vinhome thì sẽ không bán nhiều ạ. Mr. An Khang có hỏi nghĩ sao về lo ngại nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch, mọi người và công ty rút tiền đầu tư kinh doanh đúng không ạ? Tức là rút bớt cái nguồn lực của thị trường chứng khoán. Thì cái câu chuyện này thì nó có hai vế. Nếu mà kinh tế mở cửa trở lại, mọi thứ rất tốt đẹp, để mọi người an tâm bỏ tiền vào đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, thì nó có hai vấn đề. Một, như quý vị nói, vấn đề liên quan ảnh hưởng xấu đó là họ rút bớt cái tiền từ thị trường chứng khoán ra đúng không ạ? Nhưng yếu tố thứ hai ở đây là nếu mở cửa như thế hiệu quả thì kinh tế sẽ tăng trưởng rất tốt, doanh nghiệp lợi nhuận tăng rất mạnh, tức là thị trường chứng khoán lại hấp dẫn hơn đúng không ạ? Thì cái yếu tố thị trường chứng khoán hấp dẫn hơn thì nó cũng lại hút tiền vào đúng không ạ? Thì nó đâu đó nó có thể bù trừ cho cái việc là người ta rút bớt tiền người ta đầu tư kinh doanh. Còn nếu mà tư duy theo cái hướng đầu thị trường chứng khoán là một nơi đầu cơ không thì rõ ràng là cái tư tưởng rút tiền này nó đúng. Nhưng mà chúng ta còn cần phải nhìn nhận rằng cái sự hấp dẫn mấu chốt của việc hút tiền thị trường chứng khoán hay không, nó là cái sự hấp dẫn của thị trường có tốt không, đúng không? Thế thành ra cái việc đó thì không phải quá lo ngại đâu ạ. Và về đánh giá về lợi nhuận và dự phòng nợ xấu quý 3 của MB thực sự khó. Bởi vì ngân hàng bây giờ đoán ngân hàng nó khó lắm. Ngân hàng họ tùy vào cái chính sách của họ. Họ muốn rằng là đầu năm lợi nhuận có tốt không? Nếu rất tốt thì cuối năm họ có thể co lại để họ gọi là giữ miếng cho năm sau là bình thường. Và bạn Nguyễn Tứ có hỏi VN30, VN Index lên 1.360 có chỉnh hay không, thì điều này Phục không biết nhé. Còn trong dài hạn thì nó sẽ vượt 1.360. Và nhóm ngành dệt may và gỗ quý 3, quý 4 còn ổn không? Thì quý 3, quý 4 thì Phục đánh giá ngành nhóm ngành này vẫn tương đối tốt. Tuy vậy thì với cái giá cổ phiếu nó tăng kinh khủng như thế thì chúng ta cần phải chú ý đến cả định giá nữa, xem có hấp dẫn không. Bạn Hải Phạm có chia sẻ là bạn ấy tích sản 5 cổ phiếu Tech, MB, RE, Hòa Phát, FPT, trong đó MB tỷ trọng lớn nhất 40% và giá vốn cao hơn hiện tại 4%, có nên tiếp tục gia tăng MB không?
Thì xin thưa với bạn, trong một danh mục 5 cổ mà bạn có 2 cổ banh, mà riêng một cổ banh lớn nhất đã 40% rồi, thì tất nhiên là bạn không nên tăng tỷ trọng cho nó bạn nhé. Bạn hãy cân đối tỷ trọng một chút. Như vậy là ngành banh của bạn có khi chiếm tới 60%, 70% danh mục trong năm mạng. Thì như vậy là nó hơi nhiều, nó mất đi cái sự cân đối. Đúng không ạ? Thì nếu tiền tiếp theo thì bạn có thể tập trung vào các cái mạng khác. À, sau đại dịch thì mua cổ phiếu ngành nào? Đúng không ạ? Nếu dịch được kiểm soát, bán lẻ, ngân hàng hay hàng không? Thì hàng không thì Phục cho rằng lĩnh vực hàng không liên quan đến vận tải hàng hóa, vận chuyển hàng hóa ấy, thì nó vẫn rất tốt. Còn lĩnh vực hành khách thì kể cả sau đại dịch thì nó cũng không hoàn toàn là hoạt động bình thường được đâu ạ. Chi phí nó vẫn rất cao liên quan đến phòng dịch vân vân. Và giá vé máy bay nó không thể cao được. Và đặc biệt là nếu mà du lịch mà chưa được đi lại hoàn toàn thông thoáng ấy, thì ngành hàng không sẽ không phát triển được. Quý vị lưu ý một điều như thế nhé. Hàng không phát triển thì phải nhờ du lịch. Ví dụ du lịch một năm Việt Nam đón khoảng 7-8 triệu khách nước ngoài chẳng hạn. Nếu mà không có khách nước ngoài vẫn còn hạn chế đường bay quốc tế thì rõ ràng là cái việc hàng không nó cũng không thể phát triển được. Đó, nó rất là nguy hiểm đấy. Thành ra vận tải hành khách thì quý vị hãy tránh xa nó ra. Tránh xa nó ra. Vâng, ok. Thì trên đây là những cái giải đáp của tôi đại diện cho AZFIN về cái dự báo kết quả kinh doanh của VN30. Thì hy vọng rằng những kiến thức này sẽ hữu ích đối với cái quyết định đầu tư của quý vị. Xin chúc quý vị và các bạn luôn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau.